Tăng Lê Đức Anh và những chi tiết lạ. Vị trí của các nhân vật chắp bù trong danh sách ban tang lễ của ông Lê Đức Anh đã gây sự chú ý. Hai người phụ nữ thay đổi vị trí là bà Tòng Thị Phóng ở vị trí số 5, thay vì thứ 9 như trong quốc tang ông Trần Đại Quang năm ngoái. Bà Phóng ở vị trí ngay sau ông Trần Quốc Vượng thứ 4 và ngay trước ông Phạm Minh Chính thứ 6. Người thứ hai là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai thay vì vị trí thứ 17 do bà không còn nắm quyền chủ tịch nước như trước. Thêm một chi tiết đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trương Hòa Bình đọc nhầm chức vụ thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức vụ của bà Ngân bị đọc nhầm làm cho ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chiết không nhịn được cười. Chi tiết mà nhiều người quan tâm nhất là sự vắng mặt của trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Đỗ Cao Cường thắc mắc, không hiểu sao đám ma nguyên chủ tịch nước mà trưởng ban tổ chức lại đi vắng hay là lại đi chữa bệnh vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, các nguyên thủ đi viếng đám ma cười không nhặt được mồm, dân chúng thì thi nhau thả nút ha ha, khiến cho báo chí tuổi trẻ cứ đăng lên lại phải gỡ xuống. Chỉ có mấy anh dân phòng chuyên đàn áp người biểu tình vì cây xanh là đội mưa chia buồn. Mọi người cũng thắc mắc khi thấy ông Lê Mạnh Hà, con trai của ông Lê Đức Anh, mang khăn tang màu đen thay vì màu trắng như tục lệ xưa nay Nhà báo Tường An đặt câu hỏi, phong tục người Việt Nam trước giờ vẫn mang vành khăn trắng khi có người thân qua đời. Từ lúc nào mà người Cộng sản đổi khăn đen thay cho trắng trong tang lễ? Về câu nói của ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh, gia tài ba để lại thật là quý giá. Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận, công chúng có thể tin rằng ông Lê Mạnh Hà đã nói rất thật. Chỉ nội tòa dinh thự tọa lạc tại đường Pasteur với giá cho thuê gần 500 triệu đồng một tháng, thì công chúng đã có thể ước lượng ra giá trị tài sản mà ông tướng để lại cho con cháu đồ sộ và quý giá tới mức nào. Trang thời báo đặt câu hỏi, vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể dự lễ tang Lê Đức Anh? Theo bài viết sáng ngày 3 tháng 5 năm 2019, một cán bộ Trung ương Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, sức khỏe của ông ổn định hơn, biện pháp đang dùng là chăm cứu sau đột quỵ. Tuy nhiên tới đêm ngày mùng 2 tháng 5, ông vẫn bị méo mồm, nhìn hơi xấu nếu xuất hiện, nên đã phải hủy bỏ kế hoạch làm trưởng ban tăng lễ cho ông cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thông tin này dù chưa được kiểm chứng, phù hợp với suy đoán của nhiều người rằng ông Trọng tuy được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình, nhưng di chứng méo miệng không phải chỉ 10 bữa, nửa tháng là có thể phục hồi được. Không ít người tập phục hồi chức năng nhiều năm sau tai biến vẫn chưa hết méo miệng. Quốc tang ông Lê Đức Anh được tổ chức chỉ 19 ngày sau khi ông Trọng bị tai biến. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2019, rõ ràng là một đòn hiểm nhắm vào phe đốt lò. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang bình luận, ông Trần Quốc Vượng có mặt trong lễ tang nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, nhưng ông là thường trực ban bí thư mà không thấy trong đoàn Đảng Cộng sản vào viếng, không thể hiện vai trò, vị trí nhân vật số 2 trong Đảng. Ông lại xuất hiện trong một tấm hình các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đứng ngoài rìa cùng. Bên trái, bên nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người dân thường cũng thắc mắc không biết trong đảng nghĩ sao. Mặc dù chương trình quốc tang được thông báo kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 5 năm 2019, nhưng hầu hết các sự kiện quan trọng nhất đều diễn ra trong ngày mùng 3 tháng 5, từ lễ viếng, lễ truy điệu đến lễ an táng đều vóng bóng tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Khâu quan trọng nhất là đọc điếu văn thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm thay, đã mang danh trưởng ban lễ tang thì chuyện đọc điếu văn không nên để ai thay thế cho nên ông trọng đã xác nhận hai chuyện sức khỏe ông có vấn đề nghiêm trọng và cuộc tranh đua giữa người kế vị ông đang diễn ra báo chí lề đảng thì hầu như không đề cập đến sự vắng mặt của ông trọng chỉ báo dân việt có dòng tin về chuyện tổng bí thư chủ tịch nước gửi vòng hoa viếng đại tướng lê đức anh người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng không thèm đính chính phát ngôn trước đó của họ rằng ông trọng sẽ sớm trở lại làm việc Hậu trọng bệnh, Phúc sẽ tăng quyền cho Thủ tướng. Thủ tướng Klemmer đang đứng trước cơ hội lịch sử để không lặp lại lịch sử thất bại của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong mưu đồ tăng quyền cho Thủ tướng, mà sau đó đã phải ngậm ngùi về làm người tử tế. Khiêm tốn hơn Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ ít ngày sau cú đổ bệnh thình lình như bị trời giáng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, ngay tại vùng căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Không biết vô tình hay hữu ý, Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm tờ trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng quyền cho Thủ tướng dựa theo luật tổ chức cán bộ chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, được xem là người tâm phúc của Nguyễn Xuân Phúc, đã phát ra tờ trình dự án luật của chính phủ đề nghị bổ sung thêm một số quyền cho Thủ tướng. Thủ tướng có quyền quyết định tổng biên chế công vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng cũng sẽ có quyền thực hiện phân cấp và ủy quyền về quản lý công chức viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, dự thảo đề nghị bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng trong việc quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng cũng sẽ có thêm quyền quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện. Khách quan mà nói, những nội dung tăng quyền cho Thủ tướng vào lần này do Thủ tướng Phúc đề nghị là ít hơn, khiêm tốn hơn và bớt nhạy cảm hơn hẳn những gì mà Nguyễn Tấn Dũng đòi. Mà Nguyễn Tấn Dũng đòi cũng về tăng quyền cho Thủ tướng, được đưa ra Quốc hội vào cuối năm 2014 đầu 2015. Nguyễn Tấn Dũng đòi gì? Một là trong thời gian Quốc hội họp, Trình chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tại khoản 3 điều 24, hai là giao quyền bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ quốc hội phê chuẩn và chủ tịch nước bổ nhiệm tại khoản 5 điều 24. Ba là tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại khoản 6 điều 24. Bốn là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân tại khoản 6 điều 24. Bởi vì trường hợp các biện pháp này hạn chế quyền con người, quyền công dân, thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Hiến pháp mà không thể quy định trung thẩm quyền này cho Thủ tướng Chính phủ như quy định của dự thảo luật. Đó là những nội dung mà tờ trình của Chính phủ yêu cầu Quốc hội gật khi Đại hội 12 của Đảng cầm quyền chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra. Khi đó, Nguyễn Tấn Dũng có vẻ đã chuẩn bị tâm trạng cho một bước đại thắng nữa sau khi Hội nghị Trung ương 10 vào tháng riêng năm 2015 đã kết thúc với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thăm dò uy tín Tổng Bí Thư rất thuận lợi cho ông ta. Dũng đứng đầu bảng tổng sắp, trong khi Tổng Bí Thư Trọng chỉ chót lót thứ 8. Theo nhiều nguồn tin không chính thức, nhưng cho tới nay vẫn không bị bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng và Chính phủ cải chính hay bác bỏ. Nhưng điều mà quan chức thủ tướng đang tự cổ suý cho mình bằng ngọn cờ chính phủ kiến tạo hành động khi đó, dù chẳng có bất kỳ cơ sở lý thuyết lẫn thực tế nào chứng minh cho cái mô hình ngọn cờ đó là có tính thành tâm và thực chứng. Đã vấp phải một cuộc lật đổ ngay tại nghị trường, nơi mà Dũng dường như vẫn thật chủ quan cho đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội thời đó là Nguyễn Sinh Hùng không thể có cơ hội để đảo ngược tình thế trước khi Đại hội 12 của đảng diễn ra vào đầu năm 2016 phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng riêng năm 2015 đã tiếp biến bằng kết quả đề nghị cân nhắc bốn quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ theo cách rút tích nhẹ nhàng nhất mà một số tờ báo trong nước đưa tin hoặc có báo mô tả bộc trực hơn, không thêm quyền cho Thủ tướng. Người chủ trì đề nghị cân nhắc trên lại là Phạm Trung Lý, chủ nhiệm của Ủy ban Pháp luật Quốc hội, một nhân vật được cho là cánh tay phải của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đã có ít nhất mối xuyên nợ với Thủ tướng Dũng từ phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội lần trước kết quả là đề xuất của chính phủ nguyễn tấn dũng về tăng bốn quyền cho thủ tướng đã chỉ nhận được tiếng vỗ tay rất thưa vắng của giới đại biểu quốc hội mà trong thực tế là dũng đã thất bại cay đắng không những thế liên minh nguyễn phú trọng nguyễn sinh hùng còn chặt đứt ý đồ thống lĩnh lực lượng vũ trang của nguyễn tấn dũng nguyễn kim khoa chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội dẫn ra điều 17 trong sự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý về quốc phòng và cho rằng phải thận trọng với quy định này, vì hiến pháp không nói chính phủ xây dựng quân đội nhân dân. Nói cách khác, Thủ tướng Dũng không được quyền nắm hoặc chỉ đạo trực tiếp Bộ Quốc phòng liên quan đến những nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia, đặc biệt là tình trạng khẩn cấp. Không những không thành công với mưu đồ độc lập với đảng, ý đồ vũ trang hóa của Nguyễn Tân Dũng còn bị các đối thủ bên đảng nắm thóp và vô hiệu hóa. Thất bại nặng nề, thất bại nặng nề và bẽ mặt này mang tính báo trước về số phận của Nguyễn Tân Dũng khi ông ta bị đá khỏi vũ đài chính trị chưa đầy một năm sau đó. Còn bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc, khoảng trống quyền lực mà bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng đang để lộ ra là quá lớn. Có đến hai cái ghế không có người ngồi ở văn phòng Tổng Bí Thư và văn phòng Chủ tịch nước nhiều khả năng quyền lực của ông Trọng sẽ được chuyển giao theo cách về bên đảng là Trần Quốc Vượng, với vai trò là Phó Tổng Bí Thư sẽ dần đảm trách phần hành của ông Tổng Bí Thư. Còn Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ dần đảm nhiệm việc tiếp khách quốc tế và những phần việc của Chủ tịch nước để lại trước khi tiến thêm một bước mới trên quan điểm nước không thể một ngày không có vua. Nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà còn buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế tổng bí thư cho người khác hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn hoặc cố ý ngay lên vị trí sắp sẵn đó là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng ngay trước mắt, một kịch bản gần nhất và dễ xảy ra nhất là một khi ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương xác định bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng không còn đủ khả năng cống hiến lâu dài, sẽ xuất hiện những động thái trong đảng về vận động cho quá trình chuyển giao quyền lực dần dần. Không phải loại ngạo mạn đến mức chỉ nhìn xuống mà không thèm nhìn lên như Nguyễn Tấn Dũng nguyễn xuân phúc tỏ ra là người biết thân biết phận biết nhìn ngó xung quanh và khôn khéo hơn với bước chân nhích lên từng chút và chờ đợi những cơ hội mới cơ hội ấy đang đến thậm chí lộ ra bất thần và vượt quá mong đợi nếu trong tương lai nguyễn phú trọng không thể đủ sức khỏe để cống hiến lâu dài cho cách mạng khuyên hướng chuyển giao quyền lực cho các khối đảng lập pháp hành pháp và gia tăng quyền lực trong khối sẽ hiện ra một cách tất yếu Phúc cũng bởi thế sẽ tràn đầy cơ hội tăng quyền cho Thủ tướng, nhưng không chỉ dừng ở mặt quyết định cơ cấu tổ chức mà còn phải đạt được quyền lực quyết định về nhân sự cấp bộ trưởng theo cách mà các nước phương Tây vẫn hành xử. Cùng lúc hạn chế đến mức tối thiểu sự can thiệp của khối đảng về nhân sự chính phủ và cái gì cũng phải có ý kiến đảng và do đảng quyết định. Tăng quyền cho Thủ tướng đã từng là một bài tính khôn nhưng chưa đủ ngoan của Nguyễn Tấn Dũng nhằm nắm gái ít ra 30 ủy viên trung ương cấp bộ trưởng, thứ trưởng để phục vụ cho mục tiêu lấy phiếu ủng hộ tại đại hội 12. Còn nếu Nguyễn Xuân Phúc chứng tỏ rằng ông ta sẽ thành công hơn kẻ tiền nhiệm, tăng quyền cho thủ tướng về thực chất sẽ là cầu nối để Phúc vươn tới vị trí tổng bí thư thay cho trọng và biết đâu đấy còn ngồi luôn cả ghế chủ tịch nước như lý tưởng hai trong một.